Hey, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của penpro.vn. Thì video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng mực Hero Ink, Color Ink. Thì dòng mực này là dòng mực cao cấp của Hero, có rất là nhiều màu, 12 màu thì các bạn có thể tha hồ lựa chọn. Đây là hai màu mình đã chọn ra để thử cho màu cho các bạn xem. Thì đây là dòng mực Hero 25mm cao cấp trong các dòng mực Hero. Thì các bạn có thể tham khảo các bảng màu mình sẽ để tại hình ảnh phía trên video này nhá. Ok, bây giờ mình sẽ thử màu cho các bạn xem cái màu mực của Hero 25mm này, mực Hero cao cấp này. Giờ mình sẽ mở cái nọ mực Hero cao cấp này ra. Đây là màu hồng nhạt nhá các bạn nhá. Nó hơi ngả tím một chút, rất là đẹp. Mình sẽ chấm. Chấm vào mình sẽ viết cho các bạn một số chữ các bạn xem nhé. Ồ, màu cũng rất là tuyệt vời các bạn ạ. Màu cũng rất là đẹp. Mình sẽ viết một số chữ ở đây cho các bạn xem. Màu rất tươi các bạn nhé. Màu tím hồng rất là tươi. Thì các bạn có thể tham khảo các dòng các cái màu mực khác của Hero rồi nhé. Mình sẽ để bảng màu cho các bạn xem. Ok, màu mực rất là tươi, mình sẽ viết nốt một dòng nữa cho các bạn xem. Rồi, được rồi, cảm ơn các bạn đã video này mình sẽ review một cái loại mực này thôi để các bạn biết được màu. Nếu các bạn thích mình review những loại màu mực nào nữa thì các bạn cứ comment bên dưới để mình review cho các bạn xem. Thì video này đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của Penpro sẽ giới thiệu những sản phẩm cực kỳ đẹp và hữu ích cho các bạn xem nhé. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh và ấn vào cái nút chuông bên cạnh để theo dõi Penpro nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.